Vâng, ngày hôm nay Xe Đam Mê lại mang đến cho quý chị ta cùng tham khảo với một mẫu xe đúng chất hàng thừa, đẹp, hiếm có, khó tìm. Tất cả tình trạng của chiếc xe, showroom bên em sẽ cam kết với các anh chị là còn nguyên zin nguyên bản, không đâm đụng, không va chạm, không thủy kinh ngập nước, bao trích test chính hãng toàn quốc, cũng như sau khi bán sẽ còn cam kết bảo hành cho quý chị trong vòng 1 năm sử dụng tiếp theo để khẳng định chất lượng của chiếc Toyota Camry này. Đây thực sự là một mẫu xe được mệnh danh là không tuổi tại thị trường Việt Nam. Vì các bác có thể thấy là đến thời điểm bây giờ chúng ta nhìn chiếc xe này ở trên đường, các bác vẫn thấy sự khác biệt và sự sang trọng, đẳng cấp mà nó mang lại. Chính vì thế mà dễ hiểu tại sao khi mới chủ nhân cũ người ta sẵn sàng bỏ ra một cái số tiền lên tới khoảng 2 tỷ đồng cho một chiếc Camry LE nhập Mỹ. Nhưng thực sự là nó xứng đáng đến từng xu. Còn ngày hôm nay thì để sở hữu cho em chiếc xe đẳng cấp này thì quý chị chúng ta không cần phải bỏ ra một cái số tiền như vậy. Với một cái mức giá nó chỉ có hơn 500 triệu đồng thôi, quý chị đã có thể sở hữu một mẫu Toyota Camry LE nhập Mỹ màu trắng ngọc trinh siêu đẹp đang có mặt tại Xe Đam Mê. Vậy thì chất lượng chiếc xe ra sao sau quãng thời gian sử dụng? Thì xin mời quý chị chúng ta hãy cùng em dành một chút thời gian để theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc xe này và xem nó có xứng đáng để các chị chúng ta bỏ tiền ra sở hữu cho mình một chiếc sedan hạng D cao cấp, phải nói là rất xịn sò đến từ thương hiệu Toyota, đó là chiếc Camry LE nhập Mỹ này, được chưa? Tại sao những sản phẩm nhập Mỹ các bác thấy nó đắt mà nó lại xứng đáng? Nguyên nhân thì các bác phải thấy Mỹ là một trong những quốc gia mà có tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất trên thế giới. Nên là để mà một cái sản phẩm mà có thể bán được tại Mỹ thì nó phải đáp ứng được tất cả những cái tiêu chuẩn chất lượng như vậy. Và một cái sản phẩm mà đáp ứng được tất cả cái tiêu chuẩn như vậy thì thực sự là kể cả những cái sản phẩm đến từ nhập Nhật đi chăng nữa thì các bác có thể thấy là nó cũng không thể bằng được những cái bản nhập Mỹ, đúng không ạ? Và đây, minh chứng của điều đó đó chính là các cái chi tiết theo thời gian. Nhưng các chị nhìn cho em này, từ cái hệ thống đèn pha, các bác nhìn nó vẫn còn trong suốt như pha lề nhá. Ở cái phiên bản này thì các bác thể thấy là xe được trang bị bóng đèn bi và chủ nhân cũ đã nâng cấp lên cho chúng ta thành đèn bi siêu sáng. Cái thứ hai nữa là bao giờ ở cạnh đèn này nó cũng sẽ có một cái đèn vàng, đây là gọi là đèn cảnh báo cho người đi bộ. Và các bác nhìn cho em này, các chi tiết những cái đường mép của nó theo thời gian, nhưng mà phải nói là nó còn thẳng tăm tắp và đều như cái chỉ, và xung quanh viền đèn các chị nhìn với em nó không có một tí khe hở các chị nhá. Một cái điểm đặc biệt mà các bác thấy đó chính là cái ngoại hình của chiếc Camry LE nhập Mỹ nó cũng khác so với những chiếc Camry phiên bản Việt bản đài, đúng không ạ? Nó hoàn toàn là một cái kiểu dáng khác biệt, nó không giống bất kỳ một chiếc Camry Việt Camry đài nào cả các chị ạ. Và các chị nhìn với em này, chất lượng của nó đây ạ. Và từ cái đèn gầm nhá, các bác nhìn với em là nó còn trong suốt như pha lê. Mặt cản ca lăng thì các bác có thể thấy là ở với phiên bản Camry Mỹ này thì nó được thiết kế rất là mềm mại với các chi tiết viền chrome. Và đây ạ, các anh chị nhìn cho em nhé, em quay gần này, các bác nhìn cho em. Vâng, nó vẫn còn sáng bóng như mới tinh. Và các anh chị có thể thấy các đường mép đây ạ, với lớp mặt với lắp cabo, các bác nhìn này, không một khe hở. Đấy, bao zin nguyên bản toàn tập cho anh chị từ A đến Z cái chị nhá. Đây các bác nhìn cho em đèn pha bên phía lái này, xuất sắc chưa? Đó, các đường mép này thẳng tăm tắp đều như cái chỉ, và kể cả phần đèn gầm phía dưới cũng vậy nhá. Với phiên bản này thì chúng ta sẽ có một cái bộ la răng kích thước là 16 inch đa chấu, 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS, được chưa? Lốp thì cả dàn lốp bít mới tinh, chủ nhân cũ chúng ta vừa mới thay cho xong. Ngoài ra thì các anh chị có thể nhìn cho em này, những cái đường mép của nó này. Đấy, mép cánh cửa nhá. Vâng, không một tí cong vênh và nó phải thẳng và đều tăm tắp như kẻ chỉ. Và các bác nhìn giúp em cái dáng của cái mẫu Toyota Camry LE nhập Mỹ này. Đây ạ. Vâng. Quá đẹp. Đúng không ạ? Có thể nói là kể cả những chiếc Camry đời mới bây giờ thì gần như chúng ta cũng sẽ thấy là nó chịu ảnh hưởng bởi cái thiết kế này. Đó, từ hệ thống đèn pha hay là cái phần thân xe các bác nhìn. Vâng, thực sự là không bị lỗi thời. Đấy, nên tại sao em gọi chiếc xe này là một chiếc xe không tuổi. Đấy, và đi con này các bác nhìn nó vẫn đẳng cấp, vẫn chất, đúng không ạ? Và quan trọng nhất là cái dòng này nó bền, nó lành. Đấy, từ cái tay nắm cửa các bác nhìn cho em này, và những đường mép cánh cửa thì đây, không một tỷ vết các anh chị nhá. Vâng, không một tỷ vết. Toàn bộ viền cửa kính thì đều nẹp chrome rồi. Đấy, và các bác có thể là ngắm tổng thể giúp em cái ngoại hình của chiếc Toyota Camry này, quá đẹp, đúng không ạ? Và tiếp tục về cái phần đuôi phía sau thì các bác cũng có thể thấy là với chiếc Camry LE Mỹ này thì cái phần đèn hậu phía sau nó sẽ thiết kế tinh tế hơn, nó không quá to bản thô kệch như là những bản Camry Việt Camry đài, đúng không ạ? Cái đường nét thiết kế các bác nhìn nó mảnh mai, nó tinh tế và nó đẹp mắt. Và các chị có thể nhìn cho em này,
Đấy, kết hợp giữa đèn LED và đèn halogen, và đặc biệt là với những cái chi tiết chrome ở bên trong, cái chóa đèn bên trong, anh chị nhìn xem. Đấy, cái thiết kế này nó làm cho cái đèn hậu nó nổi bật, đúng không ạ? Đấy, dù nó không được trang bị đèn LED như là thế hệ đời mới bây giờ, nhưng mà cái thiết kế này thì các bác có thấy là giúp cho cái phần đèn hậu phía sau nhìn nó sang, đúng không ạ? Các anh chị nhìn xem này, xung quanh viền đèn nhé, cũng không có một khe hở luôn này. Đấy, những cái đường chi tiết phần cản sau và thân xe nó rất là liền lạc. Vâng, rất là liền lạc. Đó, và cảm giác cái form này nhìn nó dài, nó trường xe, đúng không ạ? Và các bác có thể ngắm chọn cho em phần đuôi phía sau của xe. Quá đẹp luôn. Đây nhá. Đấy, các bác nhìn này. Không một tì vết. Vâng, phải nói là nó đẹp xuất sắc luôn các bạn. Nguyên zin nguyên bản. Vâng, nguyên zin nguyên bản. Đó, các bác nhìn cho em đi. Tổng thể ngoại thất thì sơn si bên ngoài các bác thấy là về cái chúng ta cũng không tốn một đồng sơn si là luôn nhá. Tình trạng xe phải nói là hoàn hảo. Chiếc xe này thì nó mới lăn bánh khoảng hơn 6 vạn mai thôi, không quá nhiều đâu. Đấy, và xe là full lịch sử bảo dưỡng, các anh chị có thể hoàn toàn có thể đem đi check test. Vậy thì đó là cái phần ngoại thất của chiếc Camry, và bây giờ thì em sẽ quay cho các anh chị ta cái phần nội thất bên trong để các bác có thể thấy xem nó xứng đáng thực sự xếp vào dạng hàng tuyển không. Vâng, không chỉ có ngoại thất mà kể cả nội thất bên trong của chiếc Toyota Camry LE Mỹ này, các bác cũng có thể thấy là nó khác hoàn toàn so với những chiếc Camry bản Việt bản đài. Thứ nhất là các chị chúng ta có thể thấy là nó không được sử dụng các cái chi tiết vân gỗ, nhưng chiếc xe này vẫn mang đến cho các chị chúng ta với một cái sự sang trọng và cao cấp. Đầu tiên và độ đẹp của nó thì các chị nhìn cho em này, từ cái vô lăng 4 chấu nhá, đây là vô lăng da zin nguyên bản, nhưng các bác nhìn cho em này, từ cái khóe vô lăng này nó vẫn còn rất là sần, nó không bị mòn theo thời gian. Đây ạ, bên này cũng vậy nhá, hay là những phím bấm các chị nhìn cho em này, nó vẫn còn nét căng như này, và kể cả cái logo Toyota ở chính giữa nó không bị bạc. Và mức công tơ mét thì các bác nhìn về, đây là 6,8 vạn nhưng mà nó là tính theo mai thì chúng ta nhân với cả 1,6 thì ra số km. Được chưa? Và xe thì đây, bảo dưỡng các bác nhìn này. Đấy, nguyên bản nhá. Ngoài ra thì chúng ta còn có gương kính chỉnh điện, cân bằng từ chống trơn trượt. Đấy, táp lô thì được sử dụng là nhựa mềm mà chúng ta ấn vào là có độ lõm, và là giúp cho cái khả năng cách âm giảm thiểu tiếng ồn ở khoang động cơ vọng vào bên trong. Chiếc xe này thì các bác có thể thấy ở đây là chủ nhân cũng đã nâng cấp lên cho anh chị chúng ta với một cái màn hình Android rồi này. Đấy, hệ thống điều hòa đây. Được chưa ạ? Nội thất có phần khá đơn giản anh chị nhá. Các bác nhìn này. Trên này chúng ta có một đồng hồ hiển thị giờ. Đấy, và hệ thống âm thanh. Đó, như các bác nhìn với em nó còn mới chưa? Và đương nhiên là nó không thể mới tinh được. Và một chiếc xe đời 2011 thì không thể nói là mới tinh, nhưng mà nó là mới so với những cái mẫu xe cùng đời. Tại sao lại như vậy? Vì chủ nhân cũ người ta đi, người ta giữ gìn nó rất là cẩn thận, các bác nhìn các cái chi tiết nó không có để lại những cái vết xước sát trong quá trình sử dụng hay những vết bám bẩn, đúng không ạ? Đặc biệt là cái cần số này, các bác nhìn cho em này. Đấy, viền chrome bên dưới nhìn nó sang, các chi tiết các bác thấy đây, nó vẫn còn led căng như này. Đấy, đặc biệt là với phiên bản này chúng ta sẽ có cả cửa sổ trời chị nhá. Đây ạ, có cửa sổ trời này. Đấy, các chi tiết nỉ trần, và các bác nhìn cho em này, từng cái tem mác của nó này cũng còn nguyên bản, quá đẹp luôn nhé. Bao zin nguyên bản toàn tập. Với phần ghế da thì các bác có thể thấy giúp em này. Đấy, ghế được bọc da và form rất là dày dặn, và chúng ta có thể thấy là ngồi vào nó rất êm ái nhá. Đây em quay các bác này. Phiên bản này nó sẽ được trang bị chúng ta với ghế trước là ghế chỉnh điện, ghế lái là ghế chỉnh điện. Được chưa ạ? Tắp pin cửa thì đây. Đấy, chúng ta có tay lắm cửa mạ chrome này, toàn bộ kính là auto nhá. Các bác nhìn giúp em này, các chi tiết của nó này. Không chê được. Và như em bên em cam kết là bao zin như bản, tay chị ta xe không đâm bụng va chạm, các bác nhìn giúp em từ ô tôn của nó này, những cái vệt đinh tán này. Đó, nó còn nét căng như này. Đấy, và đây ạ, và con này thì nó là bản nhập Mỹ thì các bác có thể thấy nhá. Đấy, tháng 3/2011 được chưa ạ? Sản xuất tháng 3/2011, và tất cả cái tem mác này các bác nhìn này, nguyên bản hết. Đấy, và đương nhiên rồi, từng cái lốc bản lề hay là từng cái chốt khóa cũng còn nguyên bản. Đấy, các anh chị có thể quan sát giúp em nhá. Và bác nào muốn trải nghiệm xe này thì các bác có thể là ghé qua địa chỉ showroom bên em ở địa chỉ số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương để xem xe, lái thử và cảm nhận chất lượng, được chưa ạ? Vậy thì chúng ta đi về với cái hàng ghế thứ hai. Đây, thì các bác có thể thấy là cái độ rộng rãi mà chiếc Camry mang lại cho hành khách hàng ghế thứ hai rất là rộng, đúng không ạ? Khoảng đế chân giữa hàng ghế rộng mênh mông này. Nhưng các chị nhìn cho em độ đẹp của nó này, các chi tiết ghế này. Đấy, hay là đây, các bác nhìn cho em kể cả cái chốt dây an toàn này vẫn còn bóng loáng như gương luôn nhá. Đấy, các chi tiết này, phần trần này, có đèn trần đọc sách này, được chưa ạ? Và kể cả cái tựa lưng ghế này, các bác nhìn nó cũng đẹp như này. Đấy, đây chúng ta có một cái để đồ nhá, nó không bị nhão ra. Bên này cũng vậy này. Đấy, ở khu vực này chúng ta sẽ có một cái khay để đồ, để ra để điện thoại. Đấy, sàn da cũng đã được lắp thêm các bác rồi nhá. Mà anh chị có thể nhìn cho em này, các chi tiết của nó nguyên zin nguyên bản,
đẹp xuất sắc nhá. Đây ạ, các bác nhìn quan sát giúp em này. Đấy, từ cái tem mác này, đấy, cái chi tiết keo chỉ nhá. Đó, các bác có thể là quan sát toàn bộ kính đều là auto rồi, tay nắm cửa mặt chrome này. Và đây ạ, tiếp tục thì em quay cho anh chúng ta cái phần cốp sau của xe. Thì cái này là ở phía dưới này thì do là họ sử dụng cái bìa này thì theo thời gian nó mủn thì bên em sẽ thay thế cho bác nhá. Nhưng mà đây, đấy, bỏ sẵn ra luôn này cho nó đỡ mất thẩm mỹ thì em quay cho chúng ta cái tôn sắt xì ở phần cốp sau này. Các bác nhìn này, nó còn xanh lẹt như này. Đó, lốp dự phòng nhá, nguyên bản này. Đó, các bác có thể thấy chất lượng chưa? Cái nỉ này nó cũng còn mới tinh nhá. Cái này chỉ cần đặt một cái tấm lót và chúng ta trải cái này lên này thì các bác có thể thấy là nó như mới tinh luôn. Đó, cái này thì bên em đang đặt cho các bác một cái mới cho cái tính thẩm mỹ nó đẹp, chứ còn cái cũ thì bác nào dùng Camry các bác biết là cái tấm lót bằng bìa cát tông này nó sẽ hay bị mủn, đúng không ạ? Được chưa? Và các anh chị nhìn giúp em nhé, nguyên zin nguyên bản hết này. Đó, nguyên zin nguyên bản hết này. Đấy, bao test thoải mái luôn để các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Và chúng ta kiểm tra cái giúp em bản tapi cửa bên này này. Đó, các anh chị thấy ok chưa này? Đấy, từ cái tay nắm cửa bác thấy nó còn bóng loáng như gương như này. Đấy, từ chốt khóa và tất cả tình trạng là bao zin nguyên bản hết cho anh chị nhá. Đấy, tapi cửa phía trên này các bác cũng có thể quan sát giúp em này. Đấy, từng ô tôn đây. Đó, máy đang nổ đấy nhưng mà cảm giác là máy nổ nó êm tin thít luôn các bạn, từ nóc này. Vâng. Quá đẹp luôn. Vâng. Phải nói là đúng là hàng tuyển hiếm có, khó tìm các bạn. Vâng, vậy thì đó là cái phần nội thất và ngoại thất của chiếc Camry. Và bây giờ cái phần quan trọng nhất của một chiếc xe đã qua sử dụng đó là phần động cơ. Thì em sẽ quay cho các bác cái khoang động cơ để các anh chị chúng ta thể thấy độ zin nguyên bản của xe. Vâng, vậy thì đây là khoang động cơ của chiếc Toyota Camry phiên bản LE nhập Mỹ. Thì máy của xe này thì được trang bị động cơ máy là 2.5 và máy là máy đua VVT-i rồi, có nghĩa là máy ly hợp kép. Và các anh chị nhìn về em cái gioăng zin này. Đấy, bác nào mà nhìn biết xem xe thì các anh chị nhìn cái gioăng zin này các bác biết là máy số zin đúng không ạ? Và em đang nổ máy nhưng bác thấy là máy nổ nó rất là êm. Đúng không ạ? Rất là êm nhá. Đấy, các chi tiết máy nó còn tươi màu như này. Đấy, phần đầu răng đây, các bác nhìn quan sát cho em này, những cái lỗ tròn của nó này. Đấy, những cái mã số của nó này. Rõ nét như này. Đấy, cabo nhá. Đấy, tem mác đầy đủ, những cái lỗ tròn ở mép này. Đấy, hay là từ lốp cabo đây. Vâng, nét nền lẹp đúng không ạ? Không một tì vết. Vâng, đó là chất lượng của chiếc Camry này. Vâng, vậy thì vừa rồi thì các anh chị chúng ta cũng đã có thể cùng em đánh giá chất lượng chi tiết của chiếc Toyota Camry phiên bản LE nhập Mỹ đời 2011 rồi đúng không ạ? Và mức giá để các anh chị chúng ta sở hữu cho em chiếc xe này chỉ với con số hơn 500 triệu. Anh chị nào chúng ta yêu mình và quan tâm muốn có một cái mức giá tốt nhất, tình yêu nhất dành cho em nó thì hãy liên hệ trực tiếp cho Bao Phúc theo hotline là 0935 32333 hoặc 0969 28 999, hoặc anh chị chúng ta có thể ghé qua trực tiếp showroom bên em ở số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương để có thể lái thử và cảm nhận chiếc Toyota Camry này. Thực sự nó xứng đáng với đồng tiền bát gạo của bạn. Vậy thì anh chị nào chúng ta yêu mến và quan tâm thì xin mời các bác chúng ta hãy cùng em dành chút thời gian để kiểm chứng cái phần gầm của chiếc xe này để các bác có thể thấy được độ đẹp và độ chất của xe nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng em chuyển xuống phần gầm của chiếc Toyota Camry. Chất lượng hay không thì chúng ta phải đi phần gầm, bởi vì khung gầm máy móc làm toàn bộ bên dưới có thể đã va chạm này, bỏ máy này, ngập nước này, các kiểu các bác nhé. Thì tại sao tôi luôn luôn quay phần gầm? Lâu lắm rồi tôi mới sưu tầm được một chiếc Camry. Đấy. Để mà nói đời này thì đương nhiên như thế này là rất zin rồi các bác này, zin tuyệt đối nhé. Riêng máy móc tôi cam kết các bác chị là zin nhé, zin này, zin nhé, từ con ốc nhé, không có lốt tháo vặn gì cả. Đây là, đây nhá, máy khô giòn nhá. Đấy, đây là máy này, từng những con ốc này, đây các bác này, đấy, hộp số này, đấy, chuẩn chưa, giòn keo đỏ chét nhá, chuẩn men nhà máy nhá. Đấy, đây là keo zin nhá, keo zin này, keo zin tất cả là zin nhá, zin nhá, các bác nhìn nhá, máy yên tâm chưa, quá uy tín luôn. Đây, tắt te này. Đấy, các bác nhìn lại cho em quay chậm nhá. Đấy, khẳng định là từng con ốc luôn. Đấy, từng con ốc luôn. Đây nhá, đây những con ốc của nó này. Đấy, được chưa, cổ bô này, nhìn cái cổ bô như này thì biết chất xe nào rồi các bác, nhìn cái cổ bô này biết chất xe nào rồi. Đấy. Đấy, càng đỡ máy này. Đấy, các bác nhìn này, zin hết nhá, gầm nhá. Đấy, từ càng A nhá. Đấy, và đặc biệt là gầm, cái này thì chủ nhân sơn phủ gầm toàn bộ rồi, nhưng nhìn cái bô yêu chưa, nhìn cái máy và cái phần bô này, cực yêu luôn. 2011 mà như thế này thì đúng là hết nước chấm rồi.
Đấy. Những cái đường keo của nó này, keo zin nguyên bản nhé. Cái này được sơn phủ gầm hết rồi này. Đấy. Đây các bác nhìn cho em này, vừa em rửa qua lưng lã thì nó sẽ sạch đi này. Nước ấy nhé. Đấy. Không một vết chạm gầm. Đấy. Được chưa? Những cái hộp sàn này phẳng căng luôn, phẳng căng luôn. Ba bô lê này. Đấy, ba bô lê nhá, phẳng căng zin nguyên bản luôn. Được chưa? Đấy, đây các bác nhìn này, bô này. Cái mã bô của Toyota này còn nguyên bản nhá. Đây, cái hộp sàn bên này này. Đấy, ba bô lê này, phẳng căng hết. Đây, từ cái tấm nhựa bảo vệ ở đây, nếu nó va chạm nó gãy vỡ ngay, nhưng nó còn phẳng căng luôn. Đấy, hai cái luôn nhá. Đấy, phẳng căng luôn. Đấy. Con này mà cam kết với các bác từ cái tem luôn này. Những cái tem nó còn này. Đấy, những cái tem nó còn hết nhá. Những cái tem này, đây tem rách một tí này, nhưng còn hết nhá. Đấy, bô sau này. Đấy, đây nhá, cái cô lốp này. Cô lốp này và cái đầu sắt xi này. Chuẩn men nhá, sắt xi nhá. Cái mép tôn bên cạnh này, có va chạm bên cạnh không, nhìn cái mép tôn phẳng căng như này, đây cái đinh bấm của nó này. Lấy yên tâm tuyệt đối nhá, sắt xi nhá. Đấy, đây và sắt xi đầu bên này nữa. Đấy, được chưa? Chuẩn nhá. Cái mép tôn bên cạnh đây, phẳng mép này, phẳng căng này. Các bác nhìn ạ. Đấy, chuẩn chưa? Còn đây cái răng sau này. Răng sau này. Răng sau này. Răng sau nhá. Phẳng căng nhá. Và cái mép cua lốp này, các bác nhìn này. Đấy, nó có va chạm nó méo bẹp ngay, cái này phục hồi sẽ để lại cho vết tích ngay. Phẳng căng nhá. Đấy. Và bô đây. Đấy, quay như thế này thì các bác đã thấy ổn chưa? Những cái tem nó còn luôn. Quá ổn đúng không? Và chất lượng luôn, các bác không cần phải lo kiểm tra ở đâu nữa đúng không ạ? Em quay như này thì quá là đang đi kiểm tra cho các bác rồi. Vâng, thank you tất cả mọi người.